Đẹp thật đấy. Khung cảnh này rất phù hợp mỗi khi tâm trạng mình bất ổn. Ra đây em có thể hét thật to cho Hảo mọi bức bối, có đúng không? Chính xác ạ. Anh, em không nghĩ là sau những lần đầu gặp anh, chúng mình có thể trở thành đồng nghiệp, trở thành bạn. Cảm ơn anh đã ở bên em vào thời khắc đặc biệt của cuộc đời em. Em cảm nhận được sự tận tâm, lòng hào hiệp và tình cảm ấm áp của anh. Em không biết anh nghĩ gì về em, nhưng mà em tin vào cảm xúc của mình. Đây là nơi mà em thường đến mỗi lần muốn yên tĩnh. Này này, anh không muốn đến một nơi mà em và bạn trai đã từng đến đâu nhá. Nhưng đúng là em đã từng nghĩ, khi nào mà có bạn trai, em sẽ dẫn đến đây. Thật á? Anh bảo muốn gặp em có chuyện gì mà. À, có một tin vui. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Em có đồng ý trở thành người yêu của anh không? Giờ này, em có biết mỗi khi anh rơi vào trạng thái bế tắc thì điều gì đã giúp anh vượt qua không? Những động viên từ những người mà mình yêu thương nhất rất quan trọng đúng không ạ? Đây chỉ là một phần thôi. Còn lý do chính là em ấy.